Cái con heo này nó có cái đặc điểm gì mà sao mà nhiều người đi tìm kiếm nó quá trời luôn? Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là mọi người thích cái con heo này luôn nha mọi người. Tại vì biết sao, nhìn nó giống như heo zin vậy đó. Thì đúng là cái con này heo zin thiệt. Nghe nhưng mà nghe cái từ Nissin nó không có sang. Tại vì đang chơi đồ Bembo, bán đồ Bembo rồi Android hay là Fando nó quen rồi. Tự nhiên giờ qua Nissin, nghe từ Nissin mình cảm thấy nó giống như heo zin quá. Thế là nhưng mà cũng có nhiều anh em hỏi nên bắt buộc mình phải nhập về cho mọi người đây. Thì cái con heo này là heo Nissin Thái nha mọi người. Heo này là heo hybrid. Thì heo này nó bát thì nó chả gắn được cái quay gì đâu. Tại vì quay đời cũ quá. Nên là bắt buộc mọi người khi mà mọi người muốn mua là mọi người mua thêm một cái bát nữa để gắn cho xe nha. Đó, nói luôn, điểm chê là do là không có cái bát nào gắn vừa hết á. Mình phải lên làm thêm cái bát nha. Với lại mọi người, ba cái màu, ví dụ màu xám, màu bạc, màu vàng thì mình thấy nó đẹp, chứ cái còn màu xanh thì chê nha, chê cái màu xanh nha. Đó, bốn con này thì mình thấy nên chơi con màu vàng là đẹp nhất rồi nha. Còn anh em nào không thích chơi nổi thì có thể chơi màu bạc với lại màu đen đi. Còn màu xanh là chê nha, màu xanh ít rất ít người chơi nha mọi người. Đó thì mình cũng nói cho mọi người thôi, còn mọi người thích chơi màu gì thì mọi người chơi thôi. Giá của nó thì chỉ có hơn 1 triệu một con thôi chứ không có nhiều đâu nha. Giá cực kỳ rẻ mà mình bao đúng đồ riêng hãng 100% Thái Lan. Hôm bữa có bạn nào nói mình là hơi gần 2 triệu một con, nhưng mà đợt này mình nhập về cho mọi người giá cực rẻ, bao rẻ luôn nha. Anh em thích chơi giá bao nhiêu là mình chơi giá bấy nhiêu cho mọi người luôn. Bán bao giá luôn, bao rẻ luôn. Thích là nhất liền nha, cho em nha mọi người. Đó, heo được bảo hành cho anh em là 1 năm luôn, 1 đổi 1 nha. Thích là dứt luôn.